Hợp tác xã Tân Thành ở thành phố Bắc Cạn hiện nay có gần 20 sản phẩm chế biến từ củ nghệ nếp. Trong đó có sản phẩm tinh bột nghệ nếp đen, tinh bột nghệ nếp đỏ của hợp tác xã được cấp chứng nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh. Những sản phẩm này có mặt ở những thị trường lớn trong nước. Tuy nhiên, để hướng đến xuất khẩu, hợp tác xã này đã đầu tư thêm máy móc và phát triển vùng nguyên liệu sạch. Khi mà tham gia cái chương trình OCOP này thì nó rất là hữu ích đối với các hợp tác xã đang phát triển như chúng tôi. Thì cái thứ nhất là mình sẽ được các đội tư vấn hoàn thiện về các cái vấn đề mà mẫu mã bao bì sản phẩm cũng như là nâng cao cái chất lượng sản phẩm, đồng thời cũng sẽ cải tiến được cái chất lượng sản phẩm một và nâng cao cái công nghệ sản xuất máy móc thiết bị. Với 131 sản phẩm hiện nay, đây là tiền đề để tỉnh Bắc Cạn phát triển các sản phẩm nông sản chất lượng cao trong thời gian tới. Theo đó, Bắc Cạn phấn đấu sẽ có ít nhất 2 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao OCOP quốc gia. Các sản phẩm OCOP được tỉnh xác định xây dựng sẽ nằm trong những nhóm hàng chủ lực là nhóm sản phẩm chế biến từ rau củ quả đặc sản, nhóm sản phẩm từ các loại gạo chất lượng cao, nhóm sản phẩm từ cây chè san tuyết, nhóm sản phẩm từ cây dược liệu. Để nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, tỉnh Bắc Cạn cũng khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy trình khép kín, theo dõi quản lý chặt chẽ chất lượng, xây dựng công nghệ nhận diện thông minh đối với sản phẩm như tem điện tử, phục vụ truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt là việc xây dựng vùng nguyên liệu sạch đáp ứng yêu cầu khắt khe để xuất khẩu. Phải hỗ trợ mạnh cho các hợp tác xã và cơ sở sản xuất để nâng cao cả về cái khả năng quản lý, về chất lượng sản phẩm và mẫu mã bao bì. Bắt buộc là phải hỗ trợ cái hệ thống này, bởi vì đây chính là cái mắt xích để kết nối được sản phẩm với lại thị trường xuất khẩu. Mới đây, một sản phẩm OCOP là miến rau Bắc Cạn lần đầu tiên xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Đây là tiền đề để tỉnh Bắc Cạn nỗ lực kết nối sản phẩm OCOP của tỉnh trong hệ thống OCOP toàn cầu, đồng thời tích cực tham gia những sự kiện quốc tế để quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại đến thị trường quốc tế.